Rồi, xin chào các bạn. Cái clip của mình ngày hôm nay thì gửi đến các bạn một số cái hình ảnh về loài hoa giấy ghép cẩm thạch bông tím có những cái gốc mini bonsai. Trước mặt mình thì có mỗi cây đã thành phẩm. Gốc này là gốc Mỹ nha các bạn. Gốc Mỹ được ghép với hoa cẩm thạch bông tím. Sau đây mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn, giới thiệu thêm cho các bạn một cái cây bonsai mini gốc gốc này là gốc hoa giấy thường mình được ghép hoa giấy cẩm thạch bông tím nè các bạn. Rồi đây cũng là một cái gốc mini nhỏ nha các bạn, bonsai bông hoa giấy, gốc này là gốc Mỹ được ghép cẩm thạch bông tím. Gốc này có giá là 1,1 triệu. Rồi còn rất nhiều gốc nữa các bạn. Mình quay giáp hết cho các bạn thấy mỗi một gốc nó có một cái giá tiền khác nhau. Nếu các bạn mà có muốn sở hữu thì các bạn liên hệ mình qua số điện thoại mình để phía dưới. Thì giá cả mình sẽ báo các bạn sau. Tùy theo cây, gốc lớn, gốc nhỏ. Bên đây là cái cây công trình để mình giao cho công trình. Bên kia là đang ươm, ươm chưa ra bông, mới ươm khoảng tháng rồi. Rồi sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một khu vực để mình nhân giống. Nhân giống thì có những cái bông hoa mới mà mình mới có đem về thì qua Tết mình sẽ ghép khoảng tầm 4 đến 5 tháng sau mình sẽ có hàng để gửi cho các bạn. Mời các bạn đến xem nha. Đây là toàn là thái không nè các bạn, thái trắng, giấy thái trắng, giấy thái bông màu đỏ, bông hường, bông cam, vàng cam, này là cây vàng cam, bông tím, điểm tím, tím trắng, vàng cam, gồm còn rất nhiều loại nữa. Mà qua Tết mình mới bắt đầu ghép, rồi khoảng tầm 4 hoặc 5 tháng sau mình sẽ có hàng để gửi đến các bạn. Có nhiều khách đặt mình qua giấy màu vàng, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình chỉ mới có nhân giống mà các bạn, mình chưa có hàng nhiều, nhưng mà tương lai mình sẽ có những cái loại hàng như vậy để gửi đến các bạn. Đây là những lai không, cái vàng cái hạt không, thì vàng mới, nó mới nở như vậy đó, rồi sau nó nở cái nó tàn, nó gần tàn cái nó chuyển màu lạnh nhạt không, nhạt thêm tí. Cái này cũng vậy, tím nè, tím nhạt. Đây các bạn, hoa giấy này ra bông rất là rộ. Hoa giấy gốc thường, gốc cà bồi được ghép qua giấy cẩm thạch. Bự quá nè. Gốc này là khoảng 3 30 à. Đây ra. Còn nữa bác ạ. Qua giấy ghép gốc Mỹ cũng ghép lá cẩm thạch. Có rất nhiều gốc lớn, gốc nhỏ, gốc quái. Mình giới thiệu cho các bạn. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại mình để phía dưới.
giá cả mình sẽ báo sau. Ví dụ các bạn có nhu cầu một cây nào thì các bạn báo cho mình để mình sẽ báo giá cây đó. Các bạn xem cái gốc hoa giấy Mỹ nè các bạn, quá trời cái gốc này, dữ dàng luôn, giống thịt là hổ một con rắn quấn lên nhau dữ dàng. Gốc này chiều cao nó là khoảng 7 tấc, 70 cm, bình thân nó khoảng 25-20, bình thân nó khoảng 20. Bồ đế có bồ đề cũng luôn. Đây cái cây, cây này quá trời lớn rồi, gốc này gốc Mỹ dữ. Cũng là ghép cẩm thạch bông tím, vành nam 3 tấc, mấy độ phẩm lấy cái tay mình đo chiều cao. Đây là chiều cao là 1 tấc mốt, giá cũng mốt, giá cả mình sẽ báo tương lượng sau các bạn, quay cho các bạn để các bạn tham quan cái vườn hoa giấy. Rồi sau đây mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu và đam mê hoa giấy thì các bạn sẽ liên hệ với mình. Số điện thoại của mình và số Zalo và Facebook mình có để phía dưới. Các bạn mà muốn có Facebook thì các bạn sẽ lên Facebook để xem những hình ảnh mà mình có thể đăng tượng trưng để các bạn thấy một số hoa giấy có gốc, có dáng đẹp để các bạn tham khảo. Rồi, xin chào các bạn nha.